Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa thứ Bảy, ngày 11 tháng 3. Thưa quý vị, chiều qua, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện Diên Khánh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được lồng ghép thông qua hội nghị, tập huấn, giới thiệu văn bản pháp luật, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật qua các phiên tòa, tủ sách pháp luật, giáo dục pháp luật trong trường học, hoạt động hòa giải cơ sở. Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 100 tổ hòa giải với 521 hòa giải viên, tiếp nhận 54 vụ hòa giải và hòa giải thành công 42 vụ, có 18 trên 18 xã thị trấn đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Chi Khánh, phổ biến giáo dục các chính sách quy định mới, chú trọng phổ biến giáo dục các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng phổ biến giáo dục cho báo cáo viên pháp luật của huyện và tuyên truyền viên pháp luật ở xã. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về hoạt động của phương tiện vận chuyển phục vụ khách du lịch đến Khánh Hòa bằng tàu biển đi vào trung tâm thành phố Nha Trang trong giờ cao điểm. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải đối với việc xe ô tô trên 29 chỗ ngồi phục vụ khách du lịch đến Khánh Hòa bằng tàu biển đi vào trung tâm thành phố Nha Trang trong giờ cao điểm và các tuyến đường vào khu vực xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh và một số đường cắt ngang từ đường 23 tháng 10 vào đường Lương Định Của. Theo đó, các phương tiện trên 29 chỗ ngồi chưa được cấp phù hiệu xe du lịch được phép đi vào thành phố Nha Trang trong giờ cao điểm đến hết ngày 30 tháng 4 với các điều kiện cụ thể sau. Đơn vị lữ hành phải cung cấp danh sách phương tiện phục vụ khách du lịch bằng tàu biển theo từng chuyến tàu cụ thể đến các cơ quan liên quan theo quy chế phối hợp và sở giao thông vận tải. Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo các quy định về kinh doanh vận tải hành khách và có giấy xác nhận ra vào cảng Nha Trang do cảng Nha Trang cấp. Riêng đối với việc đi qua các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, các phương tiện này được lưu thông từ đường 23 tháng 10 vào đường Cầu Bè, và đường vào nhà thờ Bình Cang để thực hiện tour du lịch đồng quê. Thưa quý vị và các bạn, trước những khó khăn về khai thác thị trường khách quốc tế trong giai đoạn hiện nay, ngành du lịch Khánh Hòa xác định khách du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi và phát triển. Hiện nay, nhiều hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá thu hút du khách đang được các doanh nghiệp du lịch tích cực triển khai. Khắc phục những khó khăn sau đại dịch Covid-19, ở thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh để thu hút đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Với hàng loạt các chương trình, sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc được tổ chức trong năm nay như kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, Festival sì biển Nha Trang Khánh Hòa 2023, du lịch thành phố biển hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. À, chúng tôi vẫn nhấn mạnh về đến chất lượng dịch vụ sẽ là những cái chìa khóa để chúng tôi hướng đến khách hàng. thì chúng tôi có cơ sở để làm được điều đó và chúng tôi là có không gian rộng lớn. và hiện nay chúng tôi à, là một trong những đơn vị có nhiều cái giá trị tiện ích dành cho khách lưu trú và đặc biệt là chúng tôi à, phát triển thêm một cái văn hóa à, làng nghề. ở trong đó chúng tôi tái hiện những cái làng nghề truyền thống mà khách à, thập phương khi đến với trăm thì sẽ có cơ hội tìm hiểu và có thể trải nghiệm thu khách nội địa, nhà trại Khánh Hòa vẫn đang tập trung khai thác thế mạnh là du lịch biển đảo. Nhiều sản phẩm du lịch mới, chương trình ưu đãi được đưa ra giúp phục vụ tối đa nhu cầu của du khách. Các sản phẩm tour tuyến du lịch chất lượng cao cũng được khai thác để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm. Ngoài ra, hiện nay nhiều doanh nghiệp du lịch cũng đang lên kế hoạch khai thác các tour du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch trải nghiệm như tour tìm hiểu về cuộc đời bác sĩ Alexander Giặc xanh tour khám phá Khánh sơn, thác tà gù, tìm hiểu du lịch cộng đồng, đồng bào Trắc lây trải nghiệm du lịch thám hiểm núi trần công forest hay tour biểu diễn nghệ thuật rối mơ live puppet là sự kết hợp giữa các loại hình rối dây rối bóng hoạt hình múa đương đại với sự dẫn dắt của dàn khí nhạc các dân tộc bản địa đông nam á đặc biệt để tăng sức cạnh tranh thu hút khách nội địa nhiều hoạt động xúc tiến liên kết vùng cho hoạt động du lịch cũng được tỉnh triển khai à, sau cái thời giai đoạn phục hồ hồi du lịch thì hiện nay cái đội ngũ nhân sự và gọi là đội ngũ dịch vụ và chăm sóc khách hàng thì đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hơn và hiện nay thì có thể nói điểm đến nha trang khánh hòa sẽ là một trong những cái điểm mà các công ty lữ hành của cả nước đang hướng đến thì vì sao đó là điều kiện đó là cơ sở hạ tầng khá là mới tại vì sau dịch thì các nhà đầu tư cũng đầu tư trước dịch cũng đầu tư nhưng mà hiện nay bắt đầu đưa vào vận hành cho nên là cái lực lượng cả nhân sự của con người và chất lượng về cơ sở hạ tầng là rất là cao cấp và ổn định và là thể điểm chọn sự lựa chọn cho các hàng lữ hành khi đến với nha trang khánh hòa chất lượng các doanh nghiệp du lịch của khánh hòa phải nhìn nhận rằng là sau 3 năm để bị covid thì nó sẽ đã giảm đi rất là nhiều tuy nhiên là chúng tôi cũng đã có những cái buổi hội thảo như offline để đóng góp ý kiến với nhau để duy trì được cái lượng duy tu bảo dưỡng hay là củng cố dịch vụ để đảm bảo rằng là khi mà thị trường khách trở lại thì chúng tôi có thể là sẵn sàng và phục vụ ngay với một cái chất lượng là ổn định nhất có thể. Hướng đến mục tiêu đón 4 triệu lượt khách trong năm nay, gấp 3 lần so với năm 2022, trong đó khách nội địa đạt 2,5 triệu lượt, khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt. Ngành du lịch Cánh Hòa đang triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu, kết nối du lịch, tránh việc chạy đua giảm giá, không đảm bảo chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, thương hiệu du lịch Nha Trang Khánh Hòa ngoài ra để tăng sức hút đối với thị trường khách nội địa ngành du lịch tỉnh cũng mở rộng ứng dụng các công nghệ số giới thiệu những nét hấp dẫn của du lịch xứ trầm hương thông qua các website trang mạng xã hội xây dựng thêm các trang instagram youtube tiktok app thông tin du lịch phục vụ truyền thông quảng bá tiếp cận rộng rãi đến nhiều đối tượng khách hơn Sáng nay, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam, ngày 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 năm 2023 và 52 năm điện ảnh Khánh Hòa năm 1971 năm 2023. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự ra đời của nền điện ảnh Việt Nam nói chung và điện ảnh Khánh Hòa nói riêng. Điện ảnh Khánh Hòa được tính dấu mốc từ tháng 10 năm 1971 với sự kiện độ chiếu phim đầu tiên được ban tuyên huấn khu 5 cử vào phục vụ đồng bào chiến sĩ Khánh Hòa. Buổi chiếu phim đầu tiên diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 1971 tại chiến khu Tà Gộc, huyện Khánh Vĩnh để phục vụ cho Đại hội Đảng Bộ Tỉnh. Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, điện ảnh Khánh Hòa đã để lại những dấu ấn quan trọng nhất định đối với công chúng. Tuy có những bước thăng trầm, nhưng ngành điện ảnh xứ trầm vẫn luôn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân, nhất là ở những vùng miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa, cũng như trong công tác dân vận, tuyên truyền các chủ trương cổ đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho một tập thể, một cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động điện ảnh tại địa phương năm 2022. Chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Sáng nay, trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng thành phố Nha Trang tổ chức hội trại khát vọng năm 2023 với chủ đề: Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai. Hội trại thu hút sự tham gia của gần 1900 trại sinh của trường, có 52 trại, trong đó 45 trại thuộc các khối 10, 11, 12 và một số trại hướng nghiệp đến từ các trường đại học Bách khoa, Đào quốc tế. Đào quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đọc Nha Trang, Đọc Khánh Hòa trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 diễn ra hội trại sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức như múa dân vũ và múa tập thể, tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi lớn, trò chơi hoặc náo trại, các cuộc thi như thi trang trí tái chế theo chủ đề, thi truyền thông về hội trại, v.v. Đặc biệt dịp này, các trường đại học mới tham gia sẽ có những hoạt động giới thiệu tư vấn tuyển sinh nhằm cung cấp cho học sinh nhà trường những cái nhìn đúng đắn, hiểu rõ hơn về các nghề, có định hướng chính xác hơn trong việc chọn ngành cũng như chọn nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu thị trường. Hội trại nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn cho đoàn viên thanh niên. Dịp này nhà trường tổ chức lễ trưởng thành đoàn, kết nạp thanh niên ưu tú vào đoàn và ngày hội tuyên dương học sinh ba tốt. Sáng nay, tuổi trẻ lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện với chủ đề Tuổi trẻ lữ đoàn 162 xung kích bảo vệ môi trường biển, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch đẹp phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023. Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ các tổ chức đoàn trực thuộc đã hăng hái tổng dọn vệ sinh môi trường biển, cắt tỉa, tạo hình cây xanh, vệ sinh các tuyến đường, công viên tâm linh, đài tưởng niệm liệt sĩ tù chính trị Cam Ranh, củng cố cảnh quan các công trình trong khu viên đơn vị. Qua đó, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, tuổi trẻ xung kích đi đầu thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Sáng nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu với sự tham gia của gần 500 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên của lực lượng công an tỉnh. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, hưởng ứng lời kêu gọi, gần 500 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên công an các đơn vị địa phương đã tham gia hiến máu. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an với cộng đồng. Dự kiến đợt hiến máu này sẽ thu được gần 500 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, qua đó có phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động mà ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy công an nhân dân và ứng ứng tháng thanh niên năm 2023. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang vừa phá thành công chuyên án truy xét, bắt giữ được đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp, cướp cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Nha Trang và thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2022, công an thành phố Nha Trang nhận được tố giác của một người phụ nữ trú tại xã Vĩnh Thái, trình báo về việc bị một thanh niên đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế cướp tài sản, sau đó lấy đi một xe máy Honda SH và số tiền 1 triệu đồng. Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra ban đầu. Đồng thời, qua trao đổi thông tin nghiệp vụ về các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã xác định phương thức thủ đoạn của đối tượng giống với vụ việc xảy ra tại xã Vĩnh Thái thành phố Nha Trang là dùng dao khống chế người đi đường tại các khu vực vắng người vào đêm khuya hoặc đột nhập vào nhà cướp tài sản. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản và xác lập chuyên án truy xét qua phối hợp xác minh, rà soát các đối tượng có đặc điểm nghi vấn, đã phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Phi Long, sinh năm 1994, thường trú tại phường Nghĩa Đô, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, có đặc điểm trùng khớp với đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội như trên. Đến ngày 8 tháng 3, Công an thành phố Nha Trang đã phối hợp với Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm bắt giữ được Nguyễn Đức Phi Long khi đối tượng đang lẫn trốn tại một khu nhà trọ ở phường Nghĩa Đô, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Tại cơ quan điều tra, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp cướp, cướp giật tài sản khác. Cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe máy Honda SH của người bị hại trong vụ việc xảy ra tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Tin thể thao sáng nay tại nhà thi đấu trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang. Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá Futsal cán bộ đoàn tỉnh Khánh Hòa Cúp Bia Sài Gòn năm 2023. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình chào mừng 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tham gia giải có 31 đội bóng, trong đó có 16 đội bóng đá nam và 15 đội bóng đá nữ đến từ các đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc với hơn 150 vận động viên. Các đội chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn để chọn đội có thể tích tốt nhất vào thi đấu bán kết chung kết. Giải đấu sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm, gồm nhà thi đấu trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang, trường cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang và trường đại học Nha Trang. Giải sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 3 hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023, chào mừng 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức trao 20 xuất quà cho cán bộ đoàn, con em cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ huyện Văn Ninh năm 2023 cũng đã được Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Văn Ninh tổ chức vào chiều qua. 6 câu lạc bộ đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện bốc thăm chia làm hai bảng, thi đấu bóng đá 5 người theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất nhì của mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Giải đấu là một trong các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, tạo sân chơi lành mạnh cho các vận động viên của các đội bóng được thi đấu giao lưu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân địa phương. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 14 tháng 3. Thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự Khánh Hòa trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, sáng nay có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường yếu xuống Bắc Bộ gây mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ các tỉnh có xu hướng giảm thấp dần. Khu vực miền Trung hầu khắp các nơi có nắng, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh. Đối với khu vực Tây Nguyên Nam Bộ thì vẫn nắng nhiều, trên miền Đông có nơi nắng nóng. Chi tiết cho các khu vực như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, Trên khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 28 độ, có nơi dưới 17 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 29 độ. Nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trai rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận thì có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 31 độ, có nơi thì trên 31 độ. Các tỉnh Tây Nguyên thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 đến 31 độ, có nơi dưới 15 độ, có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Khu vực các tỉnh Nam Bộ thì có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.